Alo, xin chào cả nhà. Rất vui được gặp lại cả nhà trong một video clip tiếp theo của mình nha quý vị. Thì trong ngày hôm nay mình xin review một cái sản phẩm. Đó là một cái mỏ khò. Mỏ khò LK838032. Đây là cái mỏ khò, giá nó mình mua với giá là hình như là 330.000 hay gì trên Shopee á. Mua xài lâu rồi, hơn năm rồi. Thì cái quan điểm review của mình là mình review những sản phẩm nào mình đã xài rồi, nó có chất lượng mình mới review, hoặc là không chất lượng cũng được để mình cũng mới review nha quý vị. Chứ không có mua về review thì nó không có chính xác lắm về cái quá trình sử dụng. Thì mình mua về mình sử dụng cũng được thời gian lâu rồi, cho nên bây giờ cảm thấy nó ok cho nên mình sử dụng. Mình khẳng định là sản phẩm này ok nha, nhưng mà nó vẫn có một số cái hạn chế của nó. Cho nên đó là xem video này thì quý vị có thể lựa chọn và mua cho mình một cái, đó là có nên mua cái là mỏ khò này không. Mỏ khò này thì nó chỉ thích hợp cho những người mà chế cháo bọc vặt hoặc là đam mê nghiên cứu điện tử như mình thôi, chứ không có sử dụng vào các cái việc mà sửa chữa đồ nhiều được ha. Đó, thì khi mua về chúng ta sẽ có một cái hộp của nó, giá nó khoảng 300 mấy ngàn trên Shopee á, nhiều nơi bán. Thì cái hình dạng cái này, đây là cái đầu khò, đây là đầu khò nè, đây là cái nơi chúng ta để mà dựng nè. Ở đây nó chỉ có hai cái nút công tắc, đây công tắc đóng mở, công tắc đóng mở. Và đây nó có hai cái nút điều khiển của nó. Cái nút E này là cái nút gió nè, cái lượng gió của nó E nè. Nút E này là chúng ta điều chỉnh tốc độ gió. Còn cái bên đây là cái nút đó là Heater, là điều khiển cái là nhiệt lượng của nó. Heater điều khiển nhiệt lượng của nó, độ nóng của nó. Đơn giản vậy thôi. Để xài thì chúng ta cứ ghim vô và xài. Bây giờ mình sẽ đó là sử dụng thử ha. Mình sẽ ghim vô điện nè. Ghim vô. Rồi, chúng ta sẽ là mở lên. Rồi, mở lên. Lúc đầu chúng ta hãy để cái mức là thấp đi. Đến khi nào mà cho nó nóng cái đỏ cái này á, thì chúng ta bắt đầu là mới là sử dụng nó, mới khò. Mình thì có sử dụng nó, mình mở rất nhiều thứ. Chẳng hạn như là khò mấy cái con linh kiện này nè, mình nó khò mở ra rồi gắn vô lại. Đó, đây nữa nè. Khò mở rồi gắn vô lại. Hôm nay mình sẽ đó là khò linh kiện này cho quý vị xem ha. Lấy ra như coi có dễ không. Thì đương nhiên lấy được cái con linh kiện này thì những cái con linh kiện nhỏ này thì nó đơn giản rồi. Đây những con linh kiện này thì đơn giản. Con to này mình lấy còn được thì con nhỏ thì nó đơn giản ha. Thì để mà khò này được thì chúng ta cần phải có một cái loại mỡ ha. Đây cái loại này nè. Và khi mua thì nó tặng cho mình cái này luôn. Mỡ khò nó như thế này nè quý vị. Rồi. Rồi mình sẽ tiến hành khò lấy con linh kiện này ra. Khò lấy con linh kiện này ra cho quý vị xem ha. Thử coi cái tay khò này có đáng mua không. Rồi. Chúng ta đợi cho cái mỏ hàng nó nóng lên rồi chúng ta sẽ lấy. Chúng ta đặt ở cứ một cái số 6 hoặc số 7 được rồi. Rồi tùy vào cái tốc độ gió. Chúng ta đừng có dặn tốc độ gió cao quá thì nó sẽ làm cho mau hỏng ha. Làm cho mau hỏng cái mặt chúng ta dặn lên vừa thôi. Tốc độ gió khoảng chừng theo mình nghĩ là 4 năm là được rồi. Đó, 4 năm là ok rồi. Đó. Rồi bây giờ mình đó là sẽ đó là lấy một chút mỡ hàng nè. Mỡ là lại nè. Chúng ta sẽ đặt vô đây. Nó sẽ chảy ra. Rồi chúng ta sẽ di chuyển là cái mỏ khò xung quanh cái này. Mình thì làm thì nói chung là cũng không có được là hay cho lắm. Thì có làm sao mình làm vậy. Đó nó nóng nó bay khói lên rồi nè.
Đó, anh còn thấy nè. Đấy. Đấy. Đây. Mình đã nhắc được cái con linh kiện này lên nè, thấy quý vị. Đó, còn quá trình gắn vô thì nó còn phải tỉ mỉ hơn. Thì nói chung tháo linh kiện con này gì được dùng để mà tháo linh kiện ra thì nó đơn giản lắm. Không có gì phải xoắn hết. Đây, tháo con linh kiện này tiếp. Để mở hàng vô. Mở khò. Rồi chúng ta sẽ di chuyển theo cái này. Đến khi nào mà nó bóc khối thì chúng ta ấy lấy linh kiện ra. Đó, giờ cái nó hơi mạnh này chúng ta sẽ giảm bớt lại. Vừa vừa thôi. Nó nóng kinh luôn ở đấy, chúng ta đã tháo được cái con linh kiện ra nè. Còn đối với những con linh kiện nhỏ này thì cái chuyện đó là nó rất là dễ dàng thôi. Cái linh kiện nhỏ này vài thao tác thôi là lấy được cái con linh kiện nhỏ này ra rồi. Đó. Linh kiện to lấy còn được, không chỉ linh kiện nhỏ. Rồi mình sẽ giảm cái 5 thôi. Giờ con linh kiện bự này luôn, lấy con linh kiện to đùng này luôn. Mình thì mình làm gà lắm, mình làm dở lắm, không có được mượt mà mình làm còn lấy linh kiện được, huống chi mấy bạn mà bà gồ. Chủ yếu là mình review sản phẩm thôi chứ không phải review cách lấy của mình. Nhìn cái cách lấy của mình chắc mấy bạn cười chứ. Bạn cười chết luôn á. Hình như là lấy mình khò đến khi nào nó bốc khói lên là mình nhấc lên được rồi. Con linh kiện này đủ sức luôn rồi nè. Đấy, nó lên luôn rồi nè. Thấy chưa? Coi. Coi mình xài xong thì mình cứ tắt đi. Đấy, mình để đây. Thì vừa qua mình đã sử dụng cái mỏ hàng này, cái mỏ khò này, chứ mỏ khò đó là có cái mã số là LK8032 này. Mình khò mình lấy một số linh kiện cho quý vị xem. Thì nói chung là mình mua với giá 300 mấy ngàn và mình xài một cái thời gian nó cũng lâu lắm rồi. Cách đây khoảng hơn 1 năm rồi mấy quý vị. Mình thấy nó ok lắm nha, xài tới bây giờ đó là nó cũng còn ngon lành lắm. Ngoài ra nó cho chúng ta thêm một số cái là đầu khò nữa. Mình cắt cái đầu mình quên rồi. Nó còn cho chúng ta thêm một số cái đầu khò để cho phép chúng ta thay nè. Cho nên đó là nếu như quý vị nào mà có muốn mua cái sản phẩm này thì quý vị hãy cứ mua đi, xài đi rồi sẽ thấy ok lắm. Rồi, xin thân chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video clip tiếp theo của mình. Bye bye.